Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tôi đang lên nội dung để làm một chủ đề khác trong OneBee. Thế nhưng mới đây trên các diễn đàn OneBee trong và ngoài nước đã có một rò rỉ vô cùng quan trọng có liên quan đến chapter tiếp theo 1054, khiến tất cả các fan OneBee trên toàn thế giới dậy sóng. Nó liên quan đến số phận của một người hay một nhân vật nào đó mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Rất có thể đó là Sabo, nhân vật đứng thứ hai trong quân đoàn cách mạng, người cũng vừa xuất hiện chớp nhoáng trong một khung tranh của chapter 1053. Dẫu biết rằng lịch phát hành OneBee nghỉ một tháng, từ 24 tháng 6 cho đến 25 tháng 7. Thế nhưng những thông tin này đến từ người cung cấp thông tin Epicode, một người cung cấp thông tin vô cùng uy tín. Và đây cũng chính là người đã cung cấp thông tin về việc hệ siêu sao Buggy trở thành tứ hoàng, cũng như sự lộ diện gương mặt của Roblox màu xanh trong chapter 1053. Với tính chất quan trọng của thông tin này, nó khiến tôi ngay lập tức phải làm video để nói về nó. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi chờ tâm nữa. Hãy cùng mình đến với thông tin đầu đẩy của chapter 1054 được cho là vô cùng hấp dẫn này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên mình xin nói rằng đây là những thông tin đầu đẩy không chính thức, đến từ một số diễn đàn OneBee nước ngoài vô cùng uy tín. Và đối với cá nhân tôi, những thông tin này là hoàn toàn có cơ sở. Để trước khi đến với những thông tin của spoiler OneBee chapter 1054 chính thức được công bố vào ngày 16 hoặc ngày 18 tháng 7 sắp tới. Vậy cho nên anh em hãy để lại ý kiến cũng như nhận xét của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Theo những thông tin đến từ Epicode thì chapter 1054 có liên quan đến cái chết tình cờ của một nhân vật nào đó. Với việc rò rỉ thông tin này đã khiến cộng đồng fan OneBee trên toàn thế giới vô cùng phấn khích, cũng như đưa ra rất nhiều dự đoán. Có người còn cho rằng Kaido sẽ trở lại từ đống dung nham, sau đó đi lên cầu thang và té chết. Và dĩ nhiên sẽ không bao giờ có chuyện đó. Theo tôi, với việc đưa ra gợi ý này thì rất có thể đây là những thông tin bên ngoài đất nước Wano. Bởi với việc đã công bố bốn tứ hoàng ở chapter trước thì rất có thể chapter tiếp theo Oda sẽ đề cập tới những thông tin bên ngoài đất nước Wano. Rất có thể đó là những thông tin liên quan tới vương quốc Alabasta của công chúa Vivi, cũng như chuyện gì đã xảy ra với các cựu thất vũ hải. Với việc ngày im đã chọn tấm hình của công chúa Vivi, cũng như việc gia tộc Nefertari chính là 120 tông tổ quyết định ở lại mặt đất, và đối với chính quyền thế giới thì đó chẳng khác là một sự phản bội. Và cho nên cái chết trong rò rỉ của chapter 1054 rất có thể liên quan tới công chúa Vivi, hoặc có thể là quốc vương Nefertari Coppa, cha của công chúa Vivi, hoàn toàn có thể. Tiếp theo là có liên quan tới Sabo, người anh trai tuyệt vời của Luffy. Với việc xuất hiện chấp nhón trong một khung tranh của chapter 1053, hình ảnh Sabo xuất hiện ở một quốc gia nào đó vừa giành được độc lập. Và tôi cũng đã có video nói về chi tiết này. Theo tôi, Sabo chính là người đã giúp người dân nơi đây giành được độc lập thông qua hình ảnh một người đàn ông đang vô cùng vui mừng và sung sướng sau khi giành được chiến thắng. Dẫu vậy, với những thông tin rò rỉ đến từ người cung cấp thông tin Epicode, nó làm tôi có một suy nghĩ khác về tình hình hiện tại của Sabo. Dù không muốn, nhưng rất có thể những thông tin về Sabo đã chết hoặc bị sư tử sắp xuất hiện trên các mặt báo. Và nó là những thông tin mà Oda đã tiết lộ trong chapter 956, một tin tức mà theo lời của Liệu Báo Morgan thì đó là một tin tức chết chóc. Tóm lại, nếu những thông tin rò rỉ này là đúng thì tôi thật sự lo lắng cho Sabo và những gì đang xảy ra tại vương quốc Alabasta của công chúa Vivi và gia tộc Nefertari. Thế nên là một thông tin rò rỉ không chính thức của OneBee chapter 1054 đến từ người cũng có thông tin Epicode. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.